Xin chào quý khán giả nha. Trong video tiếp theo này tại tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người chín chú cá chép coi nha mọi người. Đàn này là chín con mà rất là đẹp luôn, mà cái con chép coi này là size lớn đó mọi người. Mình nhìn thấy là cái hồ cá buổi tối nhìn nó rất là đẹp mắt ha. Với chín con cá chép coi thì trong đây mình thấy có 5 con là có màu bông đỏ đỏ trắng, 6 con đỏ trắng, con hai con màu vàng nhạt, nhìn thấy nó đẹp quá ha. Để mình dạo sơ quay cận cảnh xíu cho mọi người xem ha. Đây là mấy em cá chép coi xây lớn đó mọi người. Mọi người có mua thì đến với tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liên ha. Đồ lộ cái thia vào đối diện sân banh Công Lu nha mọi người, tầm 50m ha. Đây là mấy con cá chép coi chín em, đúng chín em luôn đó mọi người. Đúng chín con là nguyên cái hồ. Mấy con này là màu vàng, dưới cánh đèn thì nhìn nó sẽ giống màu xanh minơ quá ha. Quá là đẹp luôn. Chín chú cá chép coi, 2, 4, 6, 8, 9. Con này màu đỏ. Đàn cá này chín con lấp lánh, lấp la lấp lánh. Đây bạn nuôi nguyên một cái hồ, bên tay phải của mình là nguyên một cái dàn cá 7 màu mọi người, dạng full gold. Bác à, ở trong đó là cá gì giống nữa hả? Gì hả? Cho anh vô coi coi. Đâu? Đâu, cho anh vô coi coi. Phan đến con này cá 7 màu. Cá kim sơn. Chỉ còn mấy con cá đẻ phía sau nữa hả mọi người. Trời ơi, cá 7 màu nhiều quý vậy. Đây là dạng sắp đẻ hả? Đúng rồi. Đã vậy. Trời ơi, quá trời luôn nè. Nãy giờ sao mình không thấy, giờ mình mới thấy vậy? Cắt rẻ rồi nè. Ờ, này này ốc táo. Trời ốc táo với mấy con cá con nè mọi người. Nãy giờ sao không thấy luôn, giờ mới thấy luôn á. Này có không? Trời ơi, cá con nhóc luôn kìa. Này là cá cánh tiên hả? Sắp đẻ hả? Ôi, sao hổm ngày mình không phát hiện, bữa nay mới phát hiện vậy? Trời ơi, chơi cái gỗ luôn kìa. Đã vậy? Còn bên đây nữa. Con nghe cận cá trẻ không rồi. Thấy thương quá vậy. Nè. Quá trời cá luôn mà hổm ngày bạn Thanh Liêm muốn giấu mình ha. Thế gì vậy? Không cho mình coi ha. Thùng cá luôn. Cho mấy con cá nào ăn vậy mấy đứa? Lấy sâu hả? Sâu đó sâu gạo hả? Đi cho nó ăn nè. Thôi cho con cá nào ăn. Rồi cho đi. Nó ăn không? Ê, mấy con cá bình tách kìa, cho nó ăn đi. Cá bên kìa. Nó hủ sát bên đó. Nè. Ê, trời ơi, chúng con kìa. Đây nè, ờ. Phan, trời ơi, thấy cưng ghê luôn, nguyên một đàn. Cho con cá bự ăn luôn hả? Trời ơi. Nó ăn kìa. Nó ăn hết trơn rồi. Cho cái hồ cá chép câu bên đây ăn đi mấy đứa. Nè. Bỏ nhiều lên nó mới ăn được chứ, sao bỏ ít vậy sao nó ăn được. Đó. Lên này không? Và cho anh đi qua đây anh coi mấy con cá bên đây ha. Ui, một cái hồ luôn. Này có cá cánh tiền bên đây nữa nè.
trên này có mấy con cá dòng cá bảy màu. Bảy màu cũng ngon. Đây hai con cá tai tượng chữ ô la hán nè mọi người. Đẳng cấp. Thì mình cho ăn mà đừng có để cái tay mình để trên đó, mình quăng lên. Quăng lên mặt nước được rồi. Gì hả? Đưa đây con sâu gạo đây bé bé bé. Cho con mình ăn thử rồi, đưa đây. Đây. Đây phải không? Nè bỏ vô hai con nè, đưa đây cái giọt đấy. Ba con luôn. Ba con luôn. Trời ơi nó đẩy nhảy lên luôn kìa. Ba con là nó no luôn hả? Đúng rồi. Ba con vậy là nó no. Con sống nó cười. Được rồi, được rồi. Ủa nó ăn no luôn kìa. Có mấy con tôm đây. Tôm biển hả? Thì tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm có thêm một cái những cái món mới nha mọi người, là hạt giống thủy sinh ha. Hạt giống thủy sinh, mấy chiếc thuyền nhỏ nhỏ. Đây là cá trôi phong thủy gì nè, những hồn nhỏ nhỏ. Ô đẹp vậy. Hạt giống thủy sinh tiểu cảnh mini. Thì tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm có thêm một cái những cái món mới nha mọi người, là hạt giống thủy sinh ha. Hạt giống thủy sinh, mấy chiếc thuyền nhỏ nhỏ. Đây là cá trôi phong thủy gì nè, những hồn nhỏ nhỏ. Ô đẹp vậy. Hạt giống thủy sinh tiểu cảnh mini. Đây rất là nhiều điều thú vị tại tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm đó mọi người. Pepsi can sọc. Ôi con cá này cá ngũ hoa. Cá này là cá Ranchu nè. Ôi đẹp quá. Rất là nhiều cá đẹp luôn. Tối này những hồ cá cực kỳ đẹp mắt luôn mọi người. Ngày mai mấy đứa nhớ qua đây chơi nữa nha mấy đứa. Ngày mai chúng ta sẽ tập hợp giờ ở đây ha. Đây mấy đứa này nó rất là thích tiệm cá cảnh của bạn ha, nên ngày nào nó cũng qua đi chơi. Gian buổi tối tại tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm. Phía trước có một cái hồ cá. Phía trước này nữa. Tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm nè mọi người. Cá của bạn Thanh Liêm hôm nay là phía trước hồ là có mấy con cá. Cá hồng két vàng á, quá là đẹp luôn. Có mấy con cá tai tượng châu Phi nữa kìa. Rồi con cá chê panda nó nằm trong cái góc kia. Nó cũng thành cát tư hãng. Kim cương hồng két, đây là con cá chê panda nó nằm trong cái góc trong này nè. Cái chê panda với cá hồng vĩ nằm chung một cái góc trong ha. Nè mấy bé nhím nè Phát. Mấy bé nhím giờ ngủ hết trơn rồi. Nhím á mọi người. Đây là mấy con nhím ha. Đó mấy con nhím giờ nó ngủ hết trơn, nó ăn no rồi nó ngủ hết trơn. Ôi mấy con chuột hamster kìa. Dễ thương quá. Chuột hamster. Hamster bia với hamster hoài.
phía trước này thì bạn Thanh Liêm có bán thêm mấy cái này, gọi là cái giọt để dứt cái ly thi á mọi người, cái dụng cụ mà để mình set up một cái hồ cá thủy sinh đó. Đây có mấy cái đá, mấy hòn sỏi này nè ha, nó đá màu nè mọi người. Bên đây là bên đây mấy cái là cái than để vô cái hồ hút nước làm cho nó trong nước không. Mưa này thì mấy con chim yến phụng được bạn Thanh Liêm dời qua bên đây ha. Nó chim yến phụng thì bạn nuôi nguyên một cái đàn ở ngoài này luôn kìa. Hello. Đâu, đưa cái mặt vô coi. Hello. Đó, tìm cá cảnh của bạn Thanh Liêm nè. Phía trước. Cái này là dụng cụ nguyên một cái tủ này, vừa thuốc vừa. Cái giờ mấy cái dụng cụ để bán nuôi cá cẩm đó mọi người. Hồ cá công nghệ nè mọi người, với rất là nhiều cá cánh bườm ha, cái dĩa cá cánh bườm. Cá cánh bườm, cá dĩa. Vô đây tiếp tục mình sẽ coi em cá. Vô đây mấy đứa, đây là em cá gì ta, kim long quá bối 24k đúng số 9. Tuyệt phẩm. Đây, có nguyên cái bản giấy khen luôn nè. Raffis Arowana Suffered Ray of Indicance. Đây, mấy con này là sấu mỏ tiện. Con cá này cũng đâu phải cá mập, là sấu mỏ tiện đó hai bé. Đúng rồi, ăn cơm chưa bé? Bé đưa cái mặt của bé vô cái câu phanh nhí. Bé biết con cá này là cá gì không? Cái này là những cái dòng hạt lũ đỏ giá bình dân ha mọi người. Đó, ví dụ mình mua nhiều á thì có giá khác, mình mua lẻ thì có giá khác ha. Nhìn cá cảnh của bạn Thanh Liêm, cá kim tiền nè mọi người. Kim tiền này bạn có nguyên một cái hồ khá là nhiều, số lượng này cũng cá trầm, một cá trăm con mọi người. Đây là mấy con cá chép nè mọi người, chép phụng với chép trôi, hai ba dòng luôn. Đây là mấy con chép trôi nè, coi lớn và coi nhỏ thì cái hồ nước này bạn đang thay nước, đang thay hết mọi người. Thầy nước có hai dòng. Ồ, bé ngân long. Bé ngân long đang bơi lên kìa. Cá ngân long quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Ê con ba ba nó lú đầu lên này mọi người, dễ thương quá à. Ba ba bố mẹ mọi người. Cho mọi người xem mấy con vàng cá sim của bạn đi ha. Đây là bé gì, sim xanh phải không? Sim xanh nha mọi người. Đây là cá phố. Đây là con cá gì ta? Cá phố nữa nè. Con này mình gán mà nhìn ngang thôi. Tuyến xanh nữa. Quá trời cá đẹp luôn mọi người ơi. Cả nhà có nhu cầu nuôi cá kiển thì đến niệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm nha. Đây có nguyên một cái hồ cá gọi là cá hoa tiễn và cá hồng cam, set up nuôi chung hai hồ nha mọi người. Quá đẹp. Đây chậu thủy sinh bữa nay bạn bán trơn rồi, còn có hai chậu mà. Thế là mấy con cá cánh tiền, cá tì bà con loại nhỏ xem. Đây những cái dòng cá bình tích.
cà chua đỏ mới thì cá đẹp luôn. Nhìn cá cảnh của bạn Thanh Liêm ngập tràn cá đẹp.